Thưa quý vị, nhân cái mùa Tết âm lịch của Việt Nam và có thể nhiều quý vị là sẽ nhận hoặc là đã nhận cái 1099 từ cái người chủ tiệm nail của quý vị, thì quý vị sẽ khai thuế như thế nào? Nếu mà trường hợp quý vị có nhận hoặc là sẽ nhận mà trong thời gian mà quý vị cần đi về Việt Nam chơi nhân dịp Tết, về thăm quê hương, và đôi khi là chúng ta có cái thời gian về dài hơn cái thời hạn khai thuế, thì như vậy quý vị có giải quyết được cái công việc đó hay không? Vâng, nếu mà quý vị cần thì Trino NBA sẵn sàng giúp cho quý vị bằng cách là quý vị có thể liên lạc Trí qua Facebook là Trino NBA hoặc là website trinonba.com để quý vị, để Trí có thể giúp quý vị khai thuế ngay cả khi quý vị không có đến văn phòng của Trí. Quý vị vẫn có thể khai thuế e-file để cho quý vị luôn luôn đảm bảo là vẫn tương thử theo luật thuế và tận hưởng những quyền lợi cần thiết của thuế. Xin mời đồng liên lạc 832 403 8358.